strong. Ok, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình nha. Thì hôm nay gặp một bạn đánh tinh hỏa mà còn đánh mặt trời nữa, nên mà bên mình thì đánh mặt trời với lại đường cát ha. Bữa giờ đi mặt trời để kiếm cái bóng tinh hỏa đó để counter, mà bữa nay mới gặp luôn, mà thanh niên kia còn đánh cả mặt trời nữa, nên mà gọi là phản của phản ha, phản khống chế của phản khống chế luôn á. Vì bên kia chơi mình phản lại, bên kia lại phản lại, đúng là một vòng gọi là vòng lặp vô hạn, không biết bao giờ mới được siêu thoát đây. Thì cũng căng nha, khó chịu đấy. Bên mình thì đánh thêm đường cát nữa, cho nên là có thêm cái lợi đam anh em mà. Nếu mà trường hợp mà vòng xám bị hụt đam thì còn chơi được con đường cát, nhưng mà đánh mặt trời này counter tinh hỏa cũng ngon đấy. Đó, bắt đầu chơi nè, thì cứ từ từ, giai đoạn đầu thì cũng không cần nóng vội anh em mà. Ghép phá đi thì ok thôi, mình bút lại, bên kia bút thì mình lại bút lại, kiểu là một cách khống chế qua lại. Thì để xem là ai sẽ là người hy sinh trước đây. Vòng sáng 7 nữa chứ, vòng sáng 7 cho nên là cảm giác nó hơi oải anh em mà, khá là oải đấy. Thì cái con tinh hỏa này nếu mà không dạy được nó cực kỳ khó chịu nha anh em. Về sau á, nó lây lan ra là nó làm cho bóng vòng sáng này bắn miss hết trơn nè, bắn miss mà còn làm cho chấm bị giảm đi nữa, cực kỳ khó chịu nha. Nếu mà không có mặt trời counter thì cảm giác chơi cũng khó chịu phết á. Đánh với tuy là đánh với thằng sao thì có thể là giảm được cái sự khống chế phá được dễ, nhưng mà về sau thì cũng khó chơi đấy. Về sau khi mà lên chấm cao thì thực sự cũng rất là khó nhằn, với lại ghép nhiều thì về late game khả năng hụt PP cũng rất là cao nha. Đó, thì mình cứ giải bình thường thôi, bên kia mình phản thì bên kia phản lại thôi, kiểu như là cứ cuộc chiến phản khống chế mà. Đây, tựa game này chắc là phải cuộc chiến phản khống chế rồi. Thì nếu mà vòng sáng không cao thì cũng tầm rau 7, rau 8 là hết đát rồi, nên mà hết nước chấm rồi. Đó, bữa nay gặp đúng bộ mà mình mà đang cần này. Bữa giờ cầm mặt trời chủ yếu là đi săn tinh hỏa mà, thì bữa nay đã có dịp hội ngộ ha. Bóng này thì mình chưa có nó mới ghê chứ. Cái bóng tinh hỏa này mở một đống rương chìa rồi các kiểu, nhưng nó không ra anh em mà, khá là ảo diệu ha. Thì cái lợi thế bên mình thì có thêm con đường cát để gây đam, còn bên đội bạn thì chỉ phụ thuộc vào con vòng sáng thôi. Cho nên là đánh khống chế thì có mặt trời nó đỡ khống chế cũng rất là dễ ha. Bị khống chế thì dở cũng rất là ok. Không biết là mặt trời có to không, mặt trời mình là mặt trời 9 cho nên là nó vẫn có cái gì đấy nó giải mã được nhiều hơn. Khi mà úp hai con mặt trời 3 thì nó có tăng cái cả tỷ lệ giải khống chế ha. Bên kia nói chung là bên kia vừa giải vừa bút luôn á anh em mà, vừa giải vừa bút luôn á, cực kỳ khó chịu đấy. Nếu mà gặp mấy cái bộ cù nhây á, mấy cái bộ cù nhây mà gặp tinh hỏa sợ lắm nha, rất là khó chơi đó anh em. Chưa kể là bây giờ quái với lại boss nó lại trâu nữa, nên là mấy cái đội hình cù nhây giờ nó cũng ít được xài rồi, nó bị counter quá nhiều, đâm ra là trận đấu nó cũng không có những cái trận đấu kéo dài dai dẳng nữa. Khoảng tầm nếu mà bạn nào mạnh lắm thì mình nghĩ chắc tầm 10-11 đó là mạnh nha, còn mạnh hơn thì cũng khó lắm. Về sau boss với quái nó được bút thêm sức mạnh, nó có cái con mod nữa, con quái gọi là con mod vàng đó. Cái con đó thì nó chống lại mọi hiệu ứng ngăn chặn ha, và chống cái tỷ lệ chí mạng, đâm ra là nó rất là khó chịu đó. Thì vòng sáng thì đánh kèm mấy cái bộ khống chế này thì rất là phù hợp, đang là trong meta vòng sáng, vẫn đang ở trong meta. Khi mà những cái bóng chưa có bóng nào mới thì có thể thay thế được cái em bóng vòng sáng này. Nhưng mà có nhiều bạn hên nha, mở ra được vòng sáng 9-10 rồi, trong khi mình với vòng sáng 7 anh em mà, đau lòng thật sự. Nhà phát hành có thấu nỗi đau này hay không đây? Hy vọng là nhà phát hành hiểu được cái nỗi đau này và cho cái tỷ lệ vòng sáng nó ra nhiều nhiều xíu. Cảm giác oải quá anh em mà, đánh vòng sáng 7 đi nó không có tự tin lắm ha. Ít nhất là lên được vòng sáng 9 là ngon đó, bắt đầu có cái kỹ năng thức tỉnh là đánh nó vẻ phê anh em mà, sướng á. Hên xui mà, mở hên xui thôi. Nếu mà không
nạp vô mà cống máu thì hên xui thôi. Đây, con bot khóa này ra thì vẫn là dứt điểm được ha. Bên mình chấm hơi cao nè, mà bên mình chấm hơi cao, trong khi bên kia thì vẫn đánh khống chế được rất là tốt. Bóng cũng chỉ có hai con 5 chấm thôi, hai con 4 chấm. Bên mình thì 5 chấm với 4 chấm cũng cũng nhiều rồi đấy. Khúc này có vẻ như là đang án binh bất động sao anh em, mà mình cứ chờ thôi, tại vì bên kia nếu mà không bên kia mà không chơi khống chế thì bên mình cũng không phản được gì cả. Chỉ có điều là bên kia chơi thì mình phản lại thôi, bên kia lại phản lại nó thì nó là một cái vòng lặp rồi. Còn bên kia không chơi thì bên mình cũng giữ banh thôi, tại vì khi mà không bị khống chế mà các bạn ghép vào vòng sáng vô thì nó cũng không có ích lợi gì. Với lại trường hợp mà không gặp mấy cái bộ mà có khống chế thì đem vòng sáng nó cũng hơi thừa ha. Gặp con khóa thì nó ok. Nếu mà khóa mà lúc đấy vòng sáng nó đuối rồi bị khóa thì có thể giải khóa, đá khóa qua bên kia được. Nó là cái mặt tích cực duy nhất khi mà nếu mà bên đội bạn không có khống chế thì ăn được con khóa nữa thôi. Chứ còn lại thì cũng lúc đó thì về late game thì khi mà vòng sáng nó đuối rồi, quái nó tác động được, quái với boss á, à con boss nó tác động được vào đội hình á thì lúc đó cũng chua lắm, không có hy vọng được nhiều đâu anh em. Mà nên là cũng xếp bài nó cũng mang tính chất hên xui ha, khi gặp những cái bộ bài chị rơ thì có tỷ lệ win cao hơn, mặc dù là chênh lệch lực chiến nó không có được nhiều thì vẫn có tỷ lệ cao á anh em. Ở đây là con boss đổ hai bóng ra nè, vẫn dứt điểm rất là ngọt ha, điểm rất là ngọt. Sức sống tất cả đều nhận được, bút thêm máu nè. Con bot đẻ ở hiệp thứ năm, con bot đẻ ở hiệp thứ năm, bên kia vẫn chưa có động thái gì anh em, mà khả năng là đang chờ về sau khi mà bot với lại quái nó ra trục trâu thì sẽ chơi đấy. Thì nó có một cái điểm bất lợi đây là nếu mà trường hợp mà mua bóng mà nó ra nhiều vòng sáng với lại đường đường cát quá thì nó không ra mặt trời thì nó cũng hơi bất lợi ha. Lúc đó thì không có giải được. Bên mình là phải cố gắng duy trì chấm cao ít thôi, đa số là phải để chỗ trống để mà mua bóng rồi ra được mặt trời thì mới đỡ được. Không thì toang rất là cao. Này cũng cũng hên xui anh em. Bên kia vừa phản vừa khống chế, bên mình chỉ có phản thôi. Với lại nhưng mà bên mình có cái đam phụ con đường cát, không biết là có ăn thua hay không. Đường cát này cũng đường cát 8 à. Thì con bot đẻ này thì cũng không có gì đáng sợ đâu. Con bot đẻ này mình nghĩ là chắc chưa phải tới hiệp 6, hiệp 7 là bắt đầu là khó chơi rồi đấy. Hiệp 6, hiệp 7 là các bạn thấy nó quái với bot nó trâu bò hơn hẳn à. Kiểu như lúc đấy vòng sáng 7 với 8 nó chụp không nổi đâu. Kể cả vòng sáng 9 nếu mà bên này mà đánh thêm khống chế nữa thì nó cũng khoảng tầm hiệp 8, hiệp 9 à. Hiệp 8 là thấy bắt đầu đuối lắm rồi. Nó không có thể nào mà có khả năng xúc đang được con bot nữa. Đó, đâm ra là nó đánh cũng khoai phết đấy. Đây con boss đẻ ra nè, boss đẻ thì không có sóc đam được rồi. Bên kia có kỹ năng tỉnh nha anh em. Bên kia là vòng sáng 9 rồi anh em, mà càng đấy tại vì mới bút cái kỹ năng thức tỉnh của vòng sáng, với lại theo như cái số chấm thì bên kia là vòng sáng 9 rồi. Bên mình đang bị dính khống chế nè, nhưng mà nếu mà cái con tinh hỏa nó mà nó lây lan ra nhiều thì mình dễ giải hơn ha, mình dễ giải. Hiệp thứ sáu này gặp con bot khóa nghe cũng chua ha, khúc này có vẻ bóng hơi cao chấm mà lại không có nhiều mặt trời, cũng căng à. Khúc này bài ra ít mặt trời quá anh em à, không biết sao đây. Thì nếu mà khúc này để hay thì mình nghĩ hơi vội, khúc này mình cảm giác là đánh hơi vội nè. Cứ để tinh hỏa nó dồi dồi ra nhiều á, bắt đầu giải thì nó sẽ dễ trúng hơn. Như vừa như mới chỉ dính một hai con mà mình phá luôn thì tỷ lệ dính nhiều khi nó cũng không 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 có giải đúng cái con mà mình mong muốn ha. Tại vì cái con mặt trời này nó phá giải khống chế nhưng mà nó vẫn ngẫu nhiên thôi à. Có lúc vì cái con bị dính khống chế hôn nó mãi nó không phá được. Hên xui lắm anh em. Đó, lúc này bên kia bắt đầu úp liên tục rồi. Bên kia được cái vòng sáng 9 cho nên là cũng mạnh đấy anh em à. Chơi ngon đấy. Hay khúc này thì ghép bình tĩnh lại chứ không thì banh mất. Có vẻ như khá là đuối rồi, bên kia giải hết khống chế rồi nè. Bên mình thì bị dính khống chế khá là nhiều, bắt đầu lây lan hiệu ứng rồi đây. Gặp con bot khóa này mà bị dính hiệu ứng khống chế vào mấy con vòng sáng 5 này ớn phết anh em à.
hay da khúc này bị hóa đá liên tục rồi, có khả năng mất máu người ta. Không biết ghép sao luôn em mà, khúc này lại còn không có cả đường cát để mà ghép nữa. Thôi khúc này khả năng mất máu rồi, nhưng mà không sao, mình để cho cái hiệu ứng nó bị dính nhiều tí nữa mình phá cho nó dễ anh em mà. Đây nè, khúc này bây giờ mới là cái lúc phản công nè anh em mà. Mất máu ha, khúc này mà phản công không được là đi đó. Đây là cái lúc mà kiếm nhiều mặt trời để mà phản đam nè. Nó bắt đầu phản khóa, phản tinh hỏa các kiểu nè. Thì bên mình dính hiệu ứng càng nhiều thì mình phản càng nhiều thôi. Nó hai mặt của nó mà. Nhưng mà cái khúc này á, cốt lõi là anh em phải điều bóng đều tay ha. Vừa kết hợp ghép mặt trời mà vừa kết hợp ghép đường cát nữa thì nó mới có đam. Chứ không là không đủ đam để mà trụ đâu. Vòng sáng 7 dù gì nó cũng cách biệt vòng sáng 9 rất là xa. Cho nên là đánh mặt trời phải có đường cát, là phải ghép cả đường cát với mặt trời đều tay mới ngon được. Chứ không là ghép chăm chăm ghép mặt trời không, hoặc là ghép mỗi đường cát không thì cũng không được. Nó đòi hỏi là phải ghép đều tay ha, mình thấy cũng ok. Ok, nếu anh em coi video clip thấy hay thì đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Chắc là bạn bên kia khả năng đi rồi, quái trâu quá. Ok, hẹn gặp lại anh em ở những video clip tiếp theo. Bye bye.